Thưa quý vị, mỗi tuần một con số trong tạp chí ngân hàng tuần này chúng tôi muốn đề cập đến con số 15%. Theo thông tin từ hãng tin CNBC, doanh thu của 12 ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới trong 6 tháng đầu năm nay đã giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là lần sụt giảm tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Nguyên nhân được nhận định là do các yếu tố như cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang dần nóng lên, việc người dân Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu, mức lãi suất gần zero hiện tại và những lo ngại về sự bất ổn của nền kinh tế Trung Quốc. Tổ chức tín dụng JP Morgan tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong danh sách các ngân hàng đầu tư toàn cầu trong nửa đầu năm nay, mặc cho sự sụt giảm về doanh thu. Theo đó, doanh thu từ hoạt động giao dịch, mua bán, sáp nhập và đầu tư chỉ đạt 12,5 tỷ đô la trong 6 tháng đầu năm, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, trước những khó khăn hiện tại, Deutsche Bank vẫn vững chắc nằm trong top 5 ngân hàng hàng đầu tại Mỹ.